nhân viên. Đã quá giờ ngọ rồi, tôi nghĩ chắc Tiểu Thư không tới đâu. Làn chầu nó sẽ tới. Có lẽ chỗ mà nó trú ngụ cách đây rất xa, hoặc là nó ăn xong cơm trưa rồi mới tới đây. Có lẽ nó còn có việc gì đó nên tới trễ. Có lẽ Tiểu Thư không có định tới đây. Làn chầu tới rồi. Tiểu Thư tới rồi, chuẩn bị phóng sinh. Con tới rồi, số của con cũng tới rồi. Mình rất là vui mừng. Mỗi năm phóng sinh, mẹ đều cầu phước cho con, chuộc tội cho mẹ. Có lẽ con thấy ngờ được, trong lúc mà con được 18 tuổi, mẹ và con cùng nhau phóng sinh. Hôm nay là ngày mà mẹ vui mừng nhất đó. Giờ chúng ta cùng nhau phóng sinh đi. Từng thấy qua. Con cũng thích ăn hoa sao? Dạ phải, từ nhỏ con đã thích ăn hoa như vậy. Con thích ăn hoa lắm. Những hoa này Dương Phi rất là thích nó. Mấy dĩa hoa này là chuẩn bị cho Dương Phi đó. Thì không ngờ Tiểu Thư cũng thích ăn như vậy. Hai mẹ con Dương Phi chẳng những là diện mạo giống nhau, cả thói quen cũng giống nhau nữa đó. Không biết hôm nay chúng ta đoàn tụ với nhau, Dương gia có chịu tiếp nhận hay không? Trước nay Dương gia rất hy vọng mẹ con chúng ta đoàn tụ với nhau. Sợ dĩ Dương gia không chịu ra mặt là vì sợ con không chịu tiếp nhận thôi. Dương gia. Có đứa con gái rất là xinh đẹp. Cảm ơn. Minh Huệ, diện mạo Lan Châu giống như Phi hồi trước. Dương gia, tôi lấy trà thay rượu kính Dương gia. Từ nay kết thúc ân oán giữa chúng ta. Tốt, ta sẽ uống cạn hết chiếc rượu này. Thù oán giữa chúng ta tới đây là kết thúc. Người đâu? Dạ. Đâu? Nằm yên. Nằm yên. Dương gia. Đừng mở. Dương gia. Dương gia. Mày. Dương gia. Có tài là chuyện nhân thông rồi. Nằm xuống nghỉ đi. Anh đừng có lo quá. Anh dùng sức đánh thử một lần nữa coi. Anh sao dùng quá sức làm thương hại đến em? Có lẽ dùng phương pháp không đúng. Phải dùng dao khoét vào trong vết thương. Quỳnh không thể ra tay được. Để anh tìm cách khác nha. Quỳ chiều. Lan Châu. Lan Châu. Tôi đã giết Đa Đạt. Dương Phi không nghĩ tới sự an nguy, cản trở Đa Đạt bắn tội.
là người vô tình vô nghĩa. Tôi đã gạt bà. Lan Châu, chỉ cần em suy nghĩ em viết ra đạt là để trả thù cho cha, công tại vì anh, cùng nhân dân ba tánh mình để trả thù. Như vậy em sẽ bớt đau khổ. Sư phụ và sư tổ của tôi thường nói, đàn ông khác anh không có ai là tốt đâu. Nhưng mà bà nói lời này không có đúng. Tổ sư ba của tôi là đàn ông tốt, cha tôi là đàn ông tốt, còn người đàn ông tốt nữa là anh đó. Lan Châu à, anh không để cho em chết đâu. Anh sẽ làm cho em sống hết cuộc đời này. Nói cho tôi biết, lúc trước anh nói thương yêu tôi, có phải là thật hay không? Thương yêu tôi, nếu phụ lòng Lan Châu, trời đất không tha. Lan Châu, anh không để cho em chết đâu. Bây giờ anh nên tìm sư phụ đến cứu em nha. Đừng. Lan Châu, em không thể sống được. Em để chết bên cạnh anh là đã mãn nguyện lắm rồi. Lan Châu, anh chị của em là Hồng Nhan Tri Kỷ, anh ơi, đã mãn nguyện lắm rồi. Nhớ kỹ, tới trước mộ của cha em thắp nhang. Cha em tên là Dương Văn Thông. Gì? Dương Văn Thông? Hả? Lan Châu, Lan Châu. Ta đã biết, ta không thể sống được nữa. Dương gia, Dương gia sẽ được ta hoàn nặng khỏi. Còn có việc này, trong lúc ta chưa tắt thở, ta phải nói cho Dương Phi biết. Dương gia, nếu như có chuyện gì, chờ Dương gia lạnh lại rồi sẽ nói không muộn mà. Cái chuyện này ta đã giấu Dương Phi 18 năm rồi. Chính là ngày ăn đầy tháng Bảo Châu, ta kêu Sở Chiêu Nam đi loan báo tin tức khắp nơi là muốn dụ cho Dương Văn Thông đến đó đi giết hắn. Nhưng không ngờ, thật không ngờ, hắn lại đoạt lấy Bảo Châu. Ta có lỗi với Dương Phi. Xin đừng nói nữa. Tôi biết vì Dương gia quá yêu mến tôi, cho nên mới làm như vậy. Ta có một việc nữa muốn hỏi Dương Phi. Chúng ta đã là vợ chồng với nhau nhiều năm, Dương Phi có yêu ta không? Trên thế gian này, người quan tâm cho tôi nhất, yêu mến tôi nhất, ngoài Dương gia ra thì không còn ai nữa. Tôi được ở chung với Dương gia, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dương gia,
ta không có gì đáng tiếc nữa. Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia, Dương gia. Sư phụ, sư phụ à, 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 sư phụ, sư phụ, sư phụ. Quê chiều, rượu ngon nhiều người, sư phụ đi uống rượu đi. Đi uống rượu. Sư phụ, sư phụ biết cô gái sư phụ đang cần sư phụ cứu không hả? Kiều mút bởi Long Tại Giang Hồ. Chúc các bạn vui 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 nhé. Dương Phi, xin đừng có tự mình dạy dò mình nữa. Dương gia tạ thế, Dương Phi không ăn không ngủ, nếu cứ như vậy thì làm sao được? Dương gia đã mất rồi thì ta mới biết được ông đối với ta rất là quan trọng. 18 năm qua Dương gia rất là tỉ mỉ quan tâm cho ta, yêu mến ta, nhưng ta đối với ông lại quá tàn nhẫn. Trước khi Dương gia lâm chung, ta chỉ nói một chữ yêu với ông, ta cũng không nói. Thầm kiến ca ca, Dương gia là người tốt nhất trong thiên hạ. Chính hai mẹ con Dương Phi cùng nhau hãm hại Dương gia. Các các, Dương Phi đã đang đau khổ lắm rồi, các các đừng có vu oan vậy mà. Nếu còn phải cố ý hãm hại thì tại sao Dương gia bị đâm chết mà không có chút phòng bị gì hết? Dương gia đã chết rồi, Lan Châu lại bị bắn trọng thương, sống chết còn chưa biết. Tất cả đều do tôi gây ra, tôi đang chết. Dương Phi, Dương Phi đừng nói vậy mà. Dương Phi, Dương Phi đừng có làm như vậy mà. Hạ thần bái kiến ca ca. Dương Phi. Ca ca, hoàng thượng vừa mới ra lệnh phải bắt cho được thích khách hành thích Dương gia. Dạ. Thích khách này hình như các cát quen biết phải không? Ta nói quen biết thì sao? Hôm đó ở trong chùa, không phải là các cát cùng ở chung với thích khách đó hay sao? Nếu ở chung thì sao hả? Vậy các cát có biết là nó trú ngụ ở đâu không? Nếu ta biết, ta không nói cho người biết thì thế nào? Các cát, ngày thường Dương gia là người các cát kính trọng, lần này Dương gia bị hành thích, không lẽ các cát làm ngơ hay sao? Ngày thường Dương gia là người khoan hồng đại lượng, đạo cao đức trọng, lần này nữ thích khách đó lợi dụng cái quan hệ với Dương Phi hành thích Dương gia. Con người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như vậy, các cát, có phải là mọi người đều có thể giết chết nó hay không? Lạ Châu, nói Lan Châu đi đâu hả? Nữ tặc đó đã bị Sở Chiêu Nam bắt đi rồi. Chắc là cô dắt người tới đây bắt cô có phải không? Đúng đó, con người vô tình vô nghĩa như vậy dám lợi dụng tình cảm của mẹ cô ta để giết chết kế phụ cô ta. Người, người dám đánh ta? Người ta bắt Lan Châu, mắc mới gì đến người?
Cô là người con gái mà ta yêu nhất. Trương Quy Chiêu, người phải suy nghĩ cho kỹ lại. Cổ và người chỉ có quan hệ và mày gặp gỡ nhau, cổ đâu có yêu người. Cổ không thể không yêu ta. Chúng tôi đã thề với nhau rồi. Vậy người có biết không, cổ đi giết chết Dương gia, cổ sẽ bị xử tử đó, có biết không? Dù cho cổ bị xử tử, tôi cũng vĩnh viễn yêu mình cổ mà thôi. Người, ngươi đã là con mồi của ta thì ta đâu có để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta chỉ cần ngươi còn được sống sót thì người của phái Thiên Sơn sẽ đến đây cứu ngươi. Đến chừng đó là cơ hội để cho Sở Chiêu Nam ta trả thù. Đàn còn đây nhưng Dương gia không còn nữa. Dương Phi, xin đừng có tự mình dày dò nữa. Người đã chết không có thể sống lại được. Dương Phi hãy tự bảo trọng nha. Dương gia đặc biệt mua nhiều nhạc khí như vậy, cũng có nhạc phổ tặng cho ta. Lúc xưa ta coi cũng không coi, chỉ gác bỏ một mình. Bây giờ nhớ lại, ta cảm thấy rất có lỗi với Dương gia. Dương Phi, xin đừng có nói nhiều nữa. Tôi để Dương Phi vô phòng nghỉ ngơi nha. Dương Phi lại nhớ Dương gia nữa rồi. Thật dễ hiểu, sau khi Dương gia tạ thế, chúng ta đều hoài niệm Dương gia. Huống hồ gì tình cảm mười mấy năm giữa Dương Phi và Dương gia càng không dễ dàng chấm dứt được. Dương Phi, sự thật tiệm chức có một tin mừng muốn báo cho Dương Phi. Nữ thích khách hành thích Dương gia chúng ta đã bắt được rồi. Hoàng thượng Long Nhan đại nộ, muốn lập tức xử trảm. Muốn lập tức xử trảm? Đúng vậy. Dương Phi nghe được tin tức này, không lẽ không vui mừng hay sao chứ? Ta muốn đích thân thẩm vấn nữ thích khách đó. Dương Phi muốn đích thân thẩm vấn nữ thích khách đó thật hay sao? Tiền chức thấy khỏi cần làm vậy. Vậy thì ta đi bái kiến hoàng thượng. Dương Phi, Dương Phi. Ca ca, xin ca ca hãy cứu giùm Lan Trọng. Ngoài ca ca ra không ai có thể cứu được nó. Dương Phi kia từ cứu cổ, nhưng giờ đã chết rồi. Bây giờ người thân duy nhất của tôi chỉ có nó. Xin ca ca cầu xin với hoàng thượng, nó còn nhỏ không biết gì, bị kẻ bất lương xúi dục nên mới giết Dương gia thôi. Dương Phi, xin với hoàng thượng tha cho nó khỏi chết. Cả đời này tôi xin cảm kích ca ca. Dương Phi, xin đừng có cầu xin tôi. Tôi không thể xin hoàng huynh tha cho cổ đâu. Hoàng huynh định nghiêm trị nữ tặc là muốn chỉnh đốn triều can, giết một người răng trăm họ. Hoàng thượng cho Dương Phi thẩm vấn rồi mới giết, như vậy đã khoan hồng lắm rồi. Ca ca, Dương Phi, Dương Phi đừng có nói nữa. Lần này tôi đến đây là muốn khuyên Dương Phi đừng đau lòng rơi lệ vì kẻ bất trung bất hiếu này nữa. Cô ta không có coi Dương Phi là mẹ của cô ta. Nếu không thì có cần gì lợi dụng Dương Phi để giết Dương gia như vậy? Dương Phi, nếu Lan Châu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi thật không thể hiểu được, một đứa con đại nghịch bất đạo như vậy sao các người lại quý trọng nó, bảo vệ nó. Dương Phi, Dương Phi, mà đừng quá đau lòng, để chúng ta tìm cách gì khác đi. Các
người phải bảo vệ Dương Phi thật cẩn thận cho ta. Dạ. Yeah. Giam trong thiên lao, sao không tích cực tìm cách cứu nó, ngược lại muốn tự sát? Sao cô lại tới đây? Sau khi Văn Thông chết thì từ đó Lan Châu ở bên cạnh ta, chính ta nuôi dưỡng nó lớn khôn, dạy cho nó võ công, đặt tên cho nó là Dịch Lan Châu. Ta muốn để cho nó biết nó là con gái của cô và Văn Thông. Cảm ơn nhỏ. Cảm ơn cô trong 18 năm qua nuôi dưỡng con gái tôi lớn khôn. Tôi không muốn lãng phí thời gian bàn về chuyện vô ích này. Hôm nay tôi tới đây muốn bạn với cô làm sao để mà cứu Lan Châu. Dương Phi, hoàng thượng vừa mới có hạ chỉ thông báo mối lạc trong thiên lao cho thời gian để Dương Phi đốt hết cây nhang, để Dương Phi thẩm vấn nữ thích khách. Dương Phi, trong thiên lao có người hành hình hầu hạ, khi nào cần thiết thì Dương Phi cho người tra khảo. Khoan đã, thượng biết hôm nay Dương Phi đến thiên lao thẩm vấn nữ thích khách. Dương Phi, xin mời Dương Phi. Vì muốn bởi Long Tại Giang Hồ, chúc các bạn xem phim nhé. Dương Phi, mời. Lan Châu, trời ơi, sao chúng nó hành hạ con ra nông nổi này? 8 năm qua, ban ngày lẫn ban đêm, mẹ đều nhớ con. Mẹ tin tưởng rằng có ngày nào đó trời Phật sẽ cho hai mẹ con mình bên cạnh nhau. Lan Châu, con thuộc về mẹ, con thuộc về của mẹ. Mẹ nhất định sẽ thiệt cấp cứu con ra ngoài. Mẹ, mẹ yên tâm, sư phụ của con và Quê Chiêu nhất định sẽ tới đây cứu con ra. Tới chừng đó tụi con sẽ rước mẹ đi ra ngoài, vậy hai mẹ con của mình sẽ vĩnh viễn không cách biệt nữa. Con hiểu.
hiểu rồi. Con đang nằm mơ nên nói vậy. Vậy Dương Phi cao sao? Tội gì phải đi ở chung với hạng người như con? Mẹ tôi là muốn thăm vấn con hay là muốn giết chết con để trả thù cho dì Dương gia đã chết đây? Con là con gái ruột của mẹ mà. Không phải, con là con gái của Dương Nhân Thông. Bức quý thư trước khi cha con chết để lại đã chứng tỏ rằng mẹ và cha con là hai người hoàn toàn khác nhau. Quý thư, con giết chết Dương gia là trả thù cho cha. Con không cần mẹ tội nghiệp hay là đồng tình. Đi ra, chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau. Bà đi ra đi, tôi vĩnh viễn không muốn gặp mặt bà nữa. Sao hả? Muốn gặp mặt con gái ruột một lần sau cùng để cứu vãn tình nghĩa mẹ con hả? Xin đừng nghĩ vớ vẩn. Nếu như cô ta còn nghĩ đến cốt nhục thâm tình thì cô ta đâu có hành thích Dương gia. Dương Phi, Dương Phi làm gì vậy? Sợ thông lĩnh, cầu xin ông, cầu xin ông cứu giùm Lan Châu. Nếu con tôi không chết, nêu ra điều kiện gì tôi cũng chấp nhận. Dương Văn Thông, nếu ngươi còn sống sót trên thế gian này, ta sẽ cho ngươi xem tình cảnh ngày hôm nay. Con gái của ngươi thì bị giam ở trong thiên lao, ngày mai sẽ bị đem xử trảm rồi. Còn người đàn bà mà ngươi yêu nhất đang quỳ ở trước mặt của ta cầu gian ta. Sợ thông lệnh, Dương Phi đừng có cầu gian tôi. Hồi trước ai là người giải tôi về Thiên Sơn, phế bỏ võ công của tôi, đuổi tôi ra khỏi sư môn. Hôm nay Sở Chiêu Nam ta sẽ từ từ để mà trừ khử tất cả mọi người ở trong phái Thiên Sơn. Như Phi, đừng có cầu gian hắn nữa. Sở Chiêu Nam, sau này ngươi sẽ bị báo ứng cho coi. Báo ứng à? Ai sẽ bị báo ứng? Dương Phi nhớ như một người đàn ông 18 năm rồi. Không lẽ đời sống của Dương Phi vui sướng hơn tôi sao? Dương Phi, Dương Phi, Dương Phi, Dương Phi, Dương Phi, Dương Phi, Dương Phi ạ. Giờ đây, giờ đây. Tôi mua đi. Bắt đi nè. Ai cô nương à, mua đi. Là tôi cắt bả nhã đi. Chân của Lan Châu quá mang cùm, thân thể lại bị thương nhiều chỗ. Nó đang đợi, các người mau cứu nó đi. Bây giờ tôi đến Thiên Lao để cứu Lan Châu. Quy Chiêu, đừng có xúc động, sẽ bị bại sự. Tôi mặc kệ, dù có chết đi nữa cũng phải chết chung với cô. Quy Chiêu. Sư phụ, anh xem đi. Lại đến kìa. Sao lại như vậy? Nhưng là sự thật sao? Tôi rõ ràng đã thấy bức quý thư trong thiên lao mà. Trong 18 năm qua, huynh trầm mê trong tỉnh rượu, ung dung tự tại. Nếu như anh vẫn còn sống, tại sao anh lại để bức quyết thư cho Lan Châu? Em đã trả thù cho anh, bắt nó phải hy sinh như vậy. Bây giờ Lan Châu đang gặp nguy hiểm, là huynh hại nó đó. Anh thật là ích kỷ, anh có lỗi với Lan Châu, anh không xứng đáng làm cha của nó. Dương Nhân Thông, người ẩn trốn không lộ diện 18 năm rồi, người đã hại ba người phụ nữ, số nợ này người trả nổi sao? Con gái của tôi đâu? Sợ Chiêu Nam định giết con gái của tôi. Con gái của tôi đâu? Gia Thông, mau đi kiếm, mau đi kiếm, mau đi kiếm. Gia Thông à, Gia
Sẽ không, đừng nóng nảy. Quê Diều, sao sắp con sư phụ nha. Điền mới, xin yên tâm, tôi nhất định sẽ lo cho sư phụ đàng hoàng. Ta phải tìm Sở Chiêu nào, trả thù rửa hận. Tăng Long Tử vì anh đã hy sinh rồi. Sang Trực, cô yên lòng đi, tôi nhất định sẽ trả thù cho Tăng Long Tử. Lại cho chúng ta đi cứu cổ, chúng ta tìm cách đi. Tôi không thể để cho con gái của tôi bị người ta ăn hiếp nữa đâu. Trong vòng 3 ngày, nếu các người không thả Dịch Lan Châu ra thì tánh mạng của Dương Phi khó giữ được. Bản thân tặc tử dám cả gan vô lễ với trẫm, muốn cứu Dương Phi tùy ngươi. Tham kiến hoàng thượng, hạ thần cứu giá đến trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Miễn lễ. Đầu đuôi câu chuyện này như thế nào? Bẩm cáo hoàng thượng, Phi Trước Linh này là ám khí độc môn của Bạch Phát Ma Nữ và đồ đệ là Phi Hồng Cân của phái Thiên Sơn. Càn quét Thiên Sơn, tiêu diệt loạn tặc. Hoàng thượng anh minh. Khoan, Dương Phi còn ở trong tay chúng nó. Nghĩ đến chiến công nhiều năm của Đa Đạt Dương gia, nên đối với Dương Phi cần phải có sự chiếu cố ổn thỏa. Nói đến việc trao đổi Dương Phi, trẫm giao cho khanh chấp hành. Hoàng thượng, hạ thần biết một số chuyện của Dương Phi, không biết nên tâu hay không nên tâu. Tâu. Địch Lan Châu mà hành thích Dương gia là con gái riêng của Dương Phi. Tại sao nói vậy? Khi kết hôn với Dương gia không được vui vì Dương Phi đã có tình nhân và đẻ ra Địch Lan Châu. Sợ thống lĩnh, tội khi quân sẽ bị chặt đầu. Nô tài không dám. Cha ruột của cô Địch Lan Châu này là Dương Văn Tông của phái Thiên Sơn, cho nên nô tài hoài nghi chính Dương Phi cấu kết với bọn Thiên Sơn chuyển bức thư này đến. Hả? Người nói như vậy thì phải lập tức xử trảm Dịch Lan Châu rồi. Xin hoàng thượng đừng giận, tạm thời khoan xử trảm Dịch Lan Châu đã. Đại tiểu hiệp thật là người đáng ghét. Còn cái cô Dịch Lan Châu ở bên cạnh thì càng đáng ghét hơn. Ta hận cổ. Theo lẽ mai cô ta sẽ bị xử trảm, nhưng bây giờ thì để cô ta sống thêm 3 ngày nữa. Tại sao vậy? Bởi vì hoàng thượng đã hiểu biết Dịch Lan Châu là đứa con riêng của Dương Phi, cho nên sự uy hiếp của Phi Hồng Cân đã không còn tác dụng. Người nói cho rõ một chút đi. Tất cả bọn người Dương Nhân Thông và Phi Hồng Cân tưởng rằng bắt được Dương Phi làm con tin có thể dùng Dương Phi đổi lấy Dịch Lan Châu, nhưng bọn họ lại không ngờ chúng ta đã tương kế tụ kế, bủa lưới bắt hết chúng nó. Vậy còn đại tiểu hiệp? Đại tiểu hiệp, nếu như hắn có cùng đi chung, làm sao hắn chạy thoát bàn tay này được? Đến chừng đó để tiện chức làm cho các cát được hả dạ. Trước mặt ta đừng có nhắc đến hắn, ta rất hận hắn. Quy Chiêu, rất may ta kiếm được người. Nào, chuyện các người định dùng Dương Phi đổi Dịch Lan Châu không thể chấp hành được đâu. Sao cô biết vậy? Ta là cá cáp, ở dưới một người trên vạn người. Sao người lại hung dữ với ta vậy? Xin lỗi nha, không biết cô kiếm tôi có chuyện gì. Lần trước vì ngươi không kính trọng ta, tát ta hết một bàn tay. Lẽ ra ta vốn rất là hận người, ta không muốn ngó ngàng tới người nữa. Cá cá à, tôi xin lỗi nha. Thật ra ta đã tha thứ cho người rồi. Nếu không thì ta đến đây tìm người để làm gì? Cá cá tìm tôi có phải là Lan Châu không hả? Hoàng huynh của ta
đã biết được cổ là đứa con riêng của Dương Phi. Hoàng huynh không có sợ các người uy hiếp đâu. Chính sở Chiêu Nam tiết lộ vụ này, hắn còn nói sẽ thường kế tự kế, bổ lưới bắt hết các người đó. Nếu các người đi cứu Lan Châu thì rất là nguy hiểm. Bắt là nguy hiểm cỡ nào, tôi cũng biết cứu cho được Lan Châu ra. Không được, vì Lan Châu cần gì phải mạo hiểm đến tánh mạng như vậy. Cổ và sư phụ của cổ, còn có sư tổ nữa, đều là ma nữa, không có tánh người. To ra. Không sao, hôm nay ta sẽ giết người. Mút bởi Long Tại Giang Hồ. Chúc các bạn vui vẻ nhé. Người nói người không thích ta, nhưng khi sư phụ của Lan Châu định giết ta, người lại che chở cho ta, vậy chứng tỏ người đã yêu ta rồi đó. Người đã cứu ta, ta tình nguyện trao. Ca Căng à, có thể giúp tôi gì được không? Sao lại không được, nói đi. Cô có thể tìm cách đưa tôi vào Thiên Lao. Vô Thiên Lao? Có thể làm được. Nếu như lấy được chu quả ngọc phù của Hoàng huynh thì muốn đi đâu cũng được, không có ai ngăn cản. Ý cũng nói là phải lấy được chu quả ngọc phù của Hoàng thượng. Chuyện này để coi tôi có muốn đi lấy hay không. Ca ca kêu tôi đi lấy chu quả ngọc phù là để cứu Lan Châu, phải vậy không? Phải. Cổ là tình địch của ta, ta phải cứu cổ. Nếu như cô không chịu cứu cổ thì tôi sẽ bắt cô đổi lấy cổ. Nếu như người dám bắt ta thì ta chết cho người coi. Khi hai cô gái đều chết hết thì người không có còn gì nữa. Ca ca, tôi gian sinh cô mà. Ca ca. Được, kêu ta đi cứu dịch Lan Châu cũng được, nhưng mà người phải hứa với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Từ nay về sau không có được yêu Lan Châu nữa, người chỉ yêu một mình ta thôi. Nếu chấp nhận điều kiện này, ta giúp người đi cứu Lan Châu. Được, cô chấp nhận. Thiệt hả? Vì điều này xin thề không yêu Lan Châu nữa. Nếu thất lời hứa, xin trời. Ta tin lời của người. Hoàng mẫu nói miếng ngọc này là để tặng cho người mình yêu. Hoàng huynh, bây giờ muội đàn có phải đã tiến bộ nhiều rồi không? So với hồi trước đã có tiến bộ nhiều, nhưng còn phải siêng năng tập luyện nữa. Hả? Trong thời gian chưa đầy 3 tháng thì muội đã học hết tất cả cầm kỳ thi họa. Bây giờ đàn đến trình độ này thì đã rất là giỏi rồi đó. Nè Hoàng huynh à, trong 3 tháng này muội học giỏi nhất là thư pháp đó. Ủa? Hay là muội viết cho Hoàng huynh xem nha, được không? Vậy cũng được. Bây giờ đã có bút mực đầy đủ ở đây, muội cứ viết ở đây cho trẫm coi. Nhưng mà Hoàng huynh à, muội viết chữ muội không có thích người ở bên cạnh xem đâu. Ý hay là Hoàng huynh xem sách hoặc là duyệt tấu chương đi có được không? Khi muội viết xong muội sẽ đến cho Hoàng huynh xem. Hoàng muội là gái rắn mắt, không biết là dở trò gì đây. Tham kiến Hoàng thượng. Tham kiến các cắt. Miễn lễ. Có gì bẩm báo? Khải tấu Hoàng thượng, tối qua Phi Hồng Cân và Dương Văn Thông có đến cướp Thiên Lao. Rất may hạ thần đã chuẩn bị, đã bắt dịch Lan Châu giam vào Thủy Lao, nên chúng nó đã bị thất bại, chỉ dưới có vài người lính canh. Mặc chúng yêu cầu trẫm trao đổi thông tin, nhưng đột nhiên lại tập kích Thiên Lao. Bọn loạn thần tặc tử này, không lẽ bọn chúng đã nghe được tin tức gì chăng? Xin Hoàng thượng đừng lo, chuyện này không ai biết đâu.
đừng có để đêm dài lắm mộng. Trẫm quyết định giờ ngọ ngày mai đem dịch Lan Châu trảm thủ thì chúng. Rõ ràng Lan Châu bị giam ở trong thiên lao, tại sao không thấy nó? Có phải Lan Châu đã bị... Anh có hỏi quan binh ở trong thiên lao, chúng nó nói đem giam đi chỗ khác rồi. Sở Chiêu Na muốn dụ ta ra ngoài gặp mặt, tạm thời nó không dám làm hại gì Lan Châu đâu. Phải rồi, tiểu thơ sẽ được tai qua nạn khỏi mà. Coi ngươi còn có tánh người, dẫn đến cho đồng con tin. Sư thúc, buông ta ra đi. Cả các tới là vì Lan Châu đó mà. Ta đến đây giúp các người, sao đối đãi với ta vậy? Quả thật là quá đáng. Không có tánh người. Cả các, lấy ra đi. Đây là Chu Quả Ngọc Phù, nó là tín vật của triều đình. Tất cả vị sĩ đại thần thấy Ngọc Phù này cũng như là thấy được hoàng huynh của ta. Dịch Lan Châu đã bị giam trong thủy lao, các người có thể dùng Chu Quả Ngọc Phù này có thể ngang nhiên đi vào trong thủy lao cứu cô ta. Ca ca, xin cảm ơn cô. Cô chịu giúp vô điều kiện. Không phải, đầu đuôi chuyện này chỉ có Quê Chiều mới biết. Muốn chém muốn giết cứ ra tay đi, ta không sợ ngươi đâu. Tăng Lâm Tử, ngươi lại có một người bạn rồi, ngươi cảm thấy vui lòng chứ? Sở Chiêu Nam, ta phải tanh thầy của ngươi ra buông đoạn. Đã sắp chết rồi, còn nằm chiêm bao nữa. Tăng Lâm Tử, không phải ngươi hay xen vào việc bất bình sao? Cô là con gái của Dương Văn Thông đó. Nếu như ngươi có bản lĩnh gì thì hãy cứu cô ra ngoài đi. Phải tăng thêm binh lính canh gác nghiêm ngặt. Ta phải bắt chúng nó, không để một tên nào thoát khỏi bàn tay của ta. Nè Quý Chiêu, tôi phải cùng đi chung với huynh. Các cá, không được đâu. Nếu rủi các người nhận ra thì các cá làm sao đây? Vậy càng tốt, như vậy bọn họ càng tin tự huynh là do hoàng thượng phái đến. Sư thúc, ta không phải hại cổ, nhưng mà không thể không đề phòng. Nếu cô ta trao cho Quả Ngọc Phù là giả thì các người sẽ nguy hiểm. Ít nhất cô ta trong tay chúng ta, vậy mới đỡ lo. Quê Chiều, chúng ta đi mau. Chúng tôi đi. Cẩn thận nha. Đi đi. Xin hỏi hai vị không biết hoàng thượng có gì chỉ dạy? Hoàng thượng kêu ta lập tức dẫn nữ thư kết thành thích Dương gia đem vào trong cung. Chuyện này không nên cho người ngoài biết được. Bây giờ thì ngươi phải lập tức dẫn hết các thủ vệ bên ngoài đều đi chỗ khác. Hồi sáng hoàng thượng căn dặn phải nghiêm ngặt canh gác nữ thích khách, bây giờ định vào cung mà. Hoàng thượng trao ta Ngọc Phù là để ta dẫn nữ thích vào cung, còn những gì khác ta đều không biết. Dạ. Lan Châu. Quý Chiêu. Lan Châu, em sao chứ? Quê Chiêu, mau lên. Sư phụ, của là Lan Châu. Lan Châu. Quê Chiêu, vì tiền bối này là... vì đó là Tăng Long Tử. Tăng Long Tử, tôi là Văn Thông đây. Văn Thông, ta là Tăng Long Tử nè. Ta chính là Tăng Long Tử đây nè. Đi,
thông. 18 năm trước người chết đi sống lại, hôm nay ta không tha cho bất cứ người nào. Tất cả là người đồng mục. Tại sao người lại đuổi tận giết tuyệt hại cho con của ta vậy hả? Nếu hồi trước người nghĩ đến tình nghĩa đồng môn chúng ta, tại sao người bắt ta đem về Thiên Sơn để bỏ giáo công lại đuổi ta ra khỏi sư môn? Hôm nay ta bắt các ngươi lên lại nợ máu. Nguyên nhân bảo vệ Lam Châu. Vẫn còn chưa về, có phải xảy ra chuyện gì không? Cô đừng có lo, đã có Chu Quả Ngọc phù, bọn họ không thể có nguy hiểm đâu. Y Miên, nếu cô không dắt Sở Chiêu Nam đi bắt Lan Châu thì không có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Nếu nữa ta sẽ giết cô. Thôi đi, ca cá còn trẻ không biết chuyện, đừng có trách ca cá. Cô giữ như vậy, hèn chi hồi trước Dương Đại Hiệp đã lựa chọn Dương Phi, không có chịu chọn cô. Cô lặp lại đi. Lặp lại thì sao chứ? Họ về rồi kìa. Sang được. Huynh về rồi hả? Lan Châu. Sư phụ. Lan Châu. Sư phụ, con tưởng không thể gặp lại sư phụ được nữa. Khờ quá gì. Sư phụ làm sao không nhúng tay vào chuyện của con được chứ? Sư phụ. Rốt cuộc ông trời cũng đã cho cả nhà đoàn tụ. Sư phụ, hãy gặp nó đi. Lan Châu. Anh làm ơn đem đồ ăn này giao cho Lan Châu. Hai người là mẹ con, em thương nó phải để cho nó biết mới được. Trong mấy ngày nay nó đối với em thế nào anh cũng thấy sao? Tánh nết đứa con này nó rất là ngoan cố. Em phải để cho nó một thời gian, rồi nó sẽ như thường thôi. Anh tưởng rằng thời gian có thể giải quyết được vấn đề thật sao? Giữa chúng ta còn có Dương gia, còn có Cáp Mã Nhã. Đa Đạt đã chết đi rồi, Cáp Mã Nhã nhất định thông cảm cho chúng ta. Còn thù giết cha chúng ta thì sao? Tại sao em để cái sự thù hằn này dày dò em cả đời vậy hả? Anh cũng đã biết những chuyện này dày dò em suốt cả một đời. Vậy tại sao anh còn giết chết cha của em? Anh nói là anh yêu em. Vậy tại sao anh đoạt lấy Lan Châu từ trong tay của em? Bây giờ đã trở thành bi kịch. Lan Châu đi giết Đà Đạt, không chịu nhận em là mẹ của nó. Suốt đời của anh đã làm được những chuyện gì cho em đi? Trong 18 năm qua em cứ một mực hận anh. Em không có hận anh, em chỉ hối hận. Em hối hận là phụ lòng một người suốt đời yêu em. Nếu như không phải vì em thì anh đâu có đến nỗi chết. Em nói Đà Đạt, hắn giết người vô số, hắn là kẻ thù của chúng ta. Anh vốn không còn... hiểu dân gia chút nào. Cả nhà chúng ta đã thiếu nợ của hắn quá nhiều. Nhưng mà anh với Lan Châu, hai cha con anh chỉ có hận hắn. Minh Huệ, vì con của chúng ta Lan Châu, chúng ta dứt bỏ chuyện hồi trước đi, có được không? Anh lấy đồ ăn đưa cho Lan Châu.
anh nói với nó, suốt đời của mẹ nó chỉ có thể làm được chuyện duy nhất này. Nó tiếp nhận cũng được, không nhận cũng được, em đã tận hết sức rồi. Cha. Lan Châu, nè, coi cha đem cái gì cho con nè. Cảm ơn cha, cha thiệt thương con quá. Đây là mẹ của con nấu cho con nè. Nè, con ăn thử đi. Con không muốn ăn. Lan Châu, đó là tấm lòng của mẹ con. Mẹ con nấu đồ ăn cho con là muốn đền bù cho con đó. Trong 18 năm qua, con được ăn no, con được mặc ấm, con không cần bất đền bù gì cho con hết. Con đừng có nói vậy, dù sao cũng là mẹ ruột của con mà. Con không có mẹ. Đã bao nhiêu năm qua, việc làm cho con đau đớn nhất là con tưởng con đã mất người cha. Trong 18 năm qua, cha cũng được lên Thiên Sơn để chăm sóc con tỉ mỉ. Là tại vì con tưởng cha chết rồi. Nếu không thì cha nhất định tới kiếp con, phải không? Con đã nghe tổ sư bá nói với con, cha là một đại anh hùng trên thảo nguyên. Cha đã từng dùng nước Hắc Tuyền tiêu diệt kẻ thù chúng ta là Nạp Lao Phú Cát. Ông không phải là kẻ thù của con, ông là ông ngoại của con đó. Con mặc kệ ông là ai, nếu ông hãm hại cha, hại sư phụ thì ông không phải là người tốt. Có lẽ là hồi trước cha đã sai rồi, cho nên hôm nay mới lìa vợ xa con. Cha, người sai lầm tuyệt đối không phải là cha. Vì cha là cha của con. Bây giờ con tha thứ cho cha không, để chăm sóc con tử tế. Tại sao con không tha thứ cho mẹ con? Con có biết hay không, trong mấy ngày qua con lãnh đạm với bà, con làm cho bà tan nát trong lòng. Tại vì con đã hiểu thấu ra rồi, lúc trước cha đi kiếm bà, tại sao bà không theo cha trở về? Bây giờ Đa Đạt Dương gia chết rồi, bà mới muốn đoàn tụ với chúng ta. Con hiểu lầm quá nhiều với mẹ của con rồi. Hiểu lầm? Con không có hiểu lầm. Bởi vì hâm vinh hoa phú quý, 18 năm trời ở chung với người định giết cha và giết con. Trong 18 năm qua con ở Thiên Sơn sống những ngày căm hận thù hận. Trong lòng con chỉ có một niềm hy vọng, là phải đích thân giết chết người đã hại cốt nhục của chúng ta phân ly. Lan Châu à? Phải, bà là mẹ của con, bà sanh ra con, con không để ra tay giết bà. Nhưng mà con có thể hận bà, con có thể hận bà, quán bà, trách bà suốt cả đời của con. Lan Châu, Lan Châu, Lan Châu à. Nè nè, tôi không có biết đâu, tôi nhất định phải bắt anh đem miếng ngọc phượng hoàng này vào quê chiêu. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi không bao giờ đeo những thứ này đâu mà. Tôi không biết đâu, đó là tính vật tình tình của chúng ta, đeo nó đi. Đừng có làm vậy, tôi không đeo đâu. Em bắt anh đeo. Hai người quả thật là một cặp kim đồng ngọc nữ. Cảm ơn lời khen của cô. Người phải nói cảm ơn chính là tôi. Nếu không có chu quả mật phù của cô, có lẽ tôi đã chết mất ở trong thủy lao rồi. Cô đừng có cảm ơn tôi, vì tôi đã hứa với Quê Chiêu, Quê Chiêu dù phải mạo hiểm đến đâu cũng sẽ cứu cô ra ngoài. Tôi đã hứa là phải cứu cô mà. Ơn cứu mạng của hai vị, có cơ hội tôi sẽ đền đáp. Không làm phiền hai vị trò chuyện. Lan Châu. Ê, Quê Chiêu, anh không thể làm như vậy được. Đừng nói vậy. Anh quên sao đã hứa gì với em. Tôi lại cô mà tha tôi đi. Được đâu. Lan Châu, Lan Châu. Anh đừng có quên anh đã hứa với em cái gì. Lan Châu. Sư phụ. Sư phụ, sao sư phụ trở lại chỗ này? Sư phụ đã kiếm cha mẹ của con lại được rồi. Sư phụ đã hoàn thành nhiệm vụ. Sư phụ định về Thiên Sơn. Không được, sư phụ không nên đi. Sư phụ về Thiên Sơn, con đi với sư phụ. Con nói gì? Làm liên lụy sư phụ như vậy chưa đủ sao? Ta với con không phải là bà con, tại sao con cứ bám theo sư phụ vậy? Sư phụ, lúc con còn nhỏ sư phụ săn sóc cho con, bảo vệ con.
Con đã coi sư phụ như là mẹ của con rồi. Sư phụ đừng có rời khỏi con. Lúc trước con không có cha mẹ nên ta mới nuôi dưỡng con. Bây giờ ta không cần con, đi đi. Không, con không đi. Sư phụ, con biết sư phụ không nỡ đuổi con. Nói sao con cũng không rời khỏi sư phụ. Sư phụ vô tình vô nghĩa, có việc gì mà không nỡ làm. Nếu con không ra đi, con đừng có trách sư phụ. Sư phụ, xin được. Đừng nói sư phụ không khuyên con. Tân Long Tử nói rất đúng. Kiếm bất thương người, tình thương người. Chuyện của con và Quê Chiêu con phải tự trọng. Sư, lục hết rồi nhưng không ai đi. Buông tay. Lan Châu, Lan Châu. Quy Chiêu, anh đi đâu vậy? Làm tôi lo quá à. Lan Châu, con không có sao chứ? Ở ngoài con có gặp quân lính không? Sư phụ đừng có lo, chúng nó đi về rồi. Hễ, tại sao bữa nay không gặp các Mã Nhã vậy? Sư phụ đã đi rồi. Sao không nói một tiếng lại bỏ đi vậy? Chứ còn nói nữa, tại vì các người tối ngày chỉ biết đoàn tụ với nhau, làm sư phụ bỏ đi rồi. Tại các người đó. Tiểu thư nói như vậy không đúng đâu. Cả nhà của tiểu thư vốn phải đoàn tụ với nhau rồi. Phải, người đáng đi thì không đi, người không đáng đi đã đi rồi. Sư phụ đã nuôi tôi 18 năm, bây giờ chỉ có hai tay không. Còn bà chỉ biết có lợi. Tiểu thư nói gì? Nói là mẹ của tiểu thư phải đi phải không? Được, bây giờ nói cho tiểu thư biết, bà đã đi rồi. Bị tiểu thư chồng tức đi rồi. Cô nói gì? Minh Huệ đã đi rồi, sao cô không nói cho tôi biết sớm chứ? Cũng là tại các người, bà đã không nói một lời với tôi và bỏ ra đi. Đã bao nhiêu năm qua, bà đã vì hai cha con ông ngậm cay nuốt đắng. Người bà ở Dương phủ, nhưng lòng của bà đã chết từ lâu. Dương gia chiều chuộng bà đủ thứ, muốn gì cũng có. Nhưng mà trong lòng bà chỉ có cha con nhà họ Dương thôi. Trong 18 năm qua, bà ta chỉ chịu âm thầm kiếm phụ ân tình của Dương gia. Thủy chung chỉ là chịu làm phu thê, khổng danh vô thực với lại Dương gia. Bây giờ Dương gia đã chết rồi, tôi tưởng là bà đã bắt đầu có cuộc đời mới. Nhưng không ngờ, tôi thì là không ngờ hai người lại vô tình vô nghĩa như vậy. Nè Giao Thông, đủ rồi, đừng uống nữa. Hai mẹ con bây giờ không biết bỏ đi đâu rồi nữa. Tôi đã kiếm khắp nơi mà không kiếm được họ. Trong hai người một người đã bị thương, một người bẩm sinh đại can, thật làm cho chúng ta lo lắng. Tôi tự hỏi cả đời của tôi chưa hại đến người nào, nhưng không ngờ là phương hại hai mẹ con của họ. Giáo thông, huynh nói rất là đúng. Kiếm bất thương người, tình thương người. Giáo thông à, nếu như hồi trước tôi quả quyết một chút thì không giống như bây giờ. Bây giờ người đáng lo nhất là Lan Châu. Nó bị kẹp vào giữa Quê Chiêu và Cách Cách, cũng như Minh Huệ cấp Mã Nhã cùng tôi vậy. Tôi e lịch sử lại tái diễn. 18 năm rồi, tôi thật không ngờ tụi anh đều sống đau khổ trong 18 năm qua. Thế người vô tình. 18 năm qua làm huynh cực khổ quá nhiều. Những ngày tháng không có ánh sáng quả thật rất khó chịu. Nhưng mà lần này tôi ở trong thủy lao phát hiện một sự bí mật, có thể nói là đi qua được thôi. Còn nhớ đêm đó là một đêm ngày rằm trăng rồi. Lúc đó trong thủy lao rất yên lặng. Tôi phát điện muốn bước trước những cụm xích ở trên mình của tôi, nhưng mà không ngờ tôi chạm vào một cơ quan ở trong nước. Trên mặt nước lập tức nổi lên một miệng đàm có khắc đầy những hình vẽ chữ thực võ cầu. Thế ra sư phụ và sư mẫu của nữ cổ lâu, bởi vì không cho hắn học tập càng khôn cổ hồn đại pháp, nên bị nữ cổ lâu hãm hại giam vào trong thủy lao. Nên trước khi chết, cả đời chồng này khắc mấy chiếc luyện tập tình âm dương thần công vào trong bàn tay. Tình địch âm dương thần công này biến quá khôn lường, âm dương tương khắc liền miệng. Dù là huynh sử dụng bất cứ binh khí gì đều có thể dung hòa vào trong, có quy lực phi thường. Vậy tuyệt thế võ công này có thể thất chế được tà công của Sở Chiêu Nam? Tình địch âm dương thần công chính là khắc tinh của càng khôn cổ hồn đại pháp mà Sở Chiêu Nam luyện tập.
Bộ hắn muốn kiếm thêm một người có duyên phận, có thể là Thanh Lộc Môn hộ dùm cho hai vợ chồng họ. Nè, vậy là người có duyên phận đó chắc là huynh rồi. Thứ nhất, sự tập luyện nội công của tôi còn chưa đầy đủ. Thứ hai, luyện môn võ công này rất cần một cặp nam nữ có công lực tương đương và có tình cảm mới có thể luyện thành. Nam nữ có tình? Ừ, tôi định là giao cho huynh và Cáp Ba Nhã. Sắc tiết của bỏ đi rồi. Đấy, Quê Chiêu có được không? Tiểu tử Quê Chiêu này nó rất là thông minh. Ừ, thêm vào nó có nội công rất là thâm hậu, còn kiếm pháp của phái Thiên Sơn của chúng ta là nhất tuyệt võ lâm, vậy có thể luyện tập được rồi đó. Nhưng kiếm ai hợp tác với nó mới được chứ. Tất nhiên là tôi rồi. Lạc Châu à, Lạc Châu. Lan Châu, Lan Châu, Lan Châu à, Lan Châu, anh biết em hận anh lắm, nhưng vì nghĩ đến đại cuộc, em mới luyện kiếm với anh mới được. Em đâu có tư cách gì hận anh. Các vị tiền bối đã nói tìm một cặp nam nữ có tình với nhau, anh đi tìm các cát của anh đi. Lan Châu, sao đến bây giờ vẫn không hiểu tấm lòng của anh chứ? Tại sao vậy? Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Nhưng mà công lực của các cát kém hơn anh nhiều lắm, anh và các cát tuyệt đối không có kết quả đâu. Em và anh càng không có kết quả tốt. Lan Châu, không lẽ em nhẫn tâm nhìn thấy người thân của mình bị Sở Chiêu Nam sát hại từng người sao chứ? Em không biết, anh đừng có ép em. Em không muốn tập, em không muốn luyện. Lan Châu, sao rồi? Đã khuyên hết cả buổi, cô ta còn không chịu sao? Cô đến đây làm gì hả? Cô không phải không chịu luyện kiếm với anh, nói trắng ra là không dám luyện kiếm với anh. Cô nói cái gì? Tôi nói cô không dám luyện kiếm với Quê Chiều, bởi vì cô sợ động tình với anh ta. Nói bậy. Chúng ta đều là phụ nữ, tâm sự của cô tôi không hiểu sao? Nếu như lòng của cô trong sạch, sao không dám đối diện với ảnh? Dịch Lan Châu này quang minh lỗi lạc, có chuyện gì mà tôi không dám đối diện? Vậy được rồi, nếu như cô không có tư tâm thì luyện kiếm với ảnh đi. Luyện kiếm đi. Được, tôi luyện. Ngày mai tôi sẽ luyện kiếm với anh. Không có gì, luyện tiếp đi. Quê Chiêu, anh khát nước chưa? Có cần uống trà không? Tôi không khát. Vậy anh có đói bụng không? Tôi nấu đồ ăn cho ăn nha. Cát Cát, không thấy tôi cùng Lan Châu luyện kiếm sao hả? Xin đừng quá nhiễu nữa. Anh không quá nhiễu thì không quá nhiễu, còn gì phải là lớn vậy. Lan Châu, chúng tôi tiếp tục luyện. Quý Chiêu, anh có sao không? Không có sao. Còn nói không sao nữa, đã chảy máu rồi. Cô luyện kiếm gì kỳ vậy? Tôi kêu cô luyện kiếm với ảnh chứ đâu phải kêu cô giết ảnh. Cô không muốn luyện thì đừng có luyện, còn gì phải làm anh ta bị thương chứ. Phải rồi, tôi với Quy Chiêu đã thân mật nhau, lòng cô thấy bực tức phải không? Nếu cô bực tức thì dành anh ta lại đi, còn gì phải đả thương anh ta. Cát Cát, hồi nãy Lan Châu vô ý thôi, đừng trách cổ. Vô ý? Cô ta cố ý thì đúng hơn. Tôi đã nói rồi, cô ta có tư tâm mà. Phải, tôi cố ý đó. Kêu tôi luyện kiếm là cô, bây giờ trách tôi cũng là cô. Không luyện nữa. Lan Châu, Quý Lan Châu, cố không luyện thì thôi, để em bằng vết thương cho anh nha. Tôi đem theo không đủ sở phí, món vật này ông bán giùm tôi đi. À, vậy được, để tôi bán một cái giá hơi cao giùm cho bà nha ha. Cảm ơn. À, chút bạc này ông lấy xài đỡ. Nhớ kỹ, nếu có ai hỏi tôi thì nói là không thấy nha. Dạ được, tôi biết phải làm sao rồi. Nè, đi ra, đi ra.
Đi đi. Đi, nhớ lên, nhớ lên. Đi qua mày lão gia, muốn ăn gì? Cái đồ này. Quả nhiên Dương Phi ở đây. Dương Phi không phải là bị Giang Thông bắt đi làm con tin rồi hay sao? Chuyện của ta ngươi đừng xía vô. Đúng vậy, khi Dương gia còn sống thì tôi không có nhúng tay vào. Nhưng rất tiếc, Dương gia đã chết rồi. Dương gia đã chết, nhưng ta vẫn lại đại đạt Dương Phi. Dương Phi? Dương Phi thì sao chứ? Chỉ vì gương mặt xinh đẹp của Dương Phi đã hại chết Dương gia, hôm nay ta phải hủy dung nhan của ngươi. Tiểu nhân bỉ ổi, ngươi giết ta đi. Giết chết ngươi? Ngươi là người hoàng thượng đang tìm kiếm, ta dạy gì để cho ngươi chết dễ như vậy? Hơn nữa, ta sẽ dùng ngươi để dụ bắt hai cha con của Giang Thông. Thả tôi ra. Đâu sắp tới rồi. Xảy ra chuyện gì đó? Tại sao vậy Minh Huệ? Chúng tôi đã gặp Sở Chiêu Nam. Lan Châu đâu? Lan Châu đi mất. Chúng tôi kiếm của cao bụi đó. Mau đi kiếm. Minh Huệ à, đi đỡ có vào phòng. Đã mười mấy năm qua, tiểu thơ không có giờ phút nào mà không nhớ nhung tới cô. Có nhiều lần tiểu thơ đau khổ nên làm chuyện điên rồ, nhưng mà tiểu thơ vì một chuyện hứa hẹn cho nên phải sống. Mỗi năm tới ngày sinh nhật của cô, tiểu thơ đều làm một tấm thảm. Trong 18 năm qua, tiểu thơ không bao giờ gián đoạn hết. Tiểu thơ lấy tất cả nước mắt, tất cả nhớ nhung và tất cả yêu đương vào trong tấm thảm này. Thật ra thì cô không nên làm thương hại tới lòng của tiểu thơ như vậy. Phi đã tỉnh rồi, thì là hay quá. Bích Linh Đơn của Dương Đại Hiệp cho Dương Phi uống thì là có công hiệu. Để tôi kêu họ vào đây. Đừng. Ca ca, tôi có mấy lời muốn nói với ca ca. Dương Phi cứ nói đi. Tôi và Cáp Mã Nhỏ, tại vì đã quá cố chấp đối với tình cảm cho nên mới bị đau khổ tới như vậy. Rốt cuộc không được gì. Xin nghe tôi nói, tình cảm nên nhớ không thể miễn cưỡng được. Nếu miễn cưỡng lấy được thì chưa chắc sẽ được vui vẻ đâu. Chuyện của chúng tôi biết giải quyết thế nào rồi. Không, nghe tôi nói, chỉ có tình cảm chân thật là mới thác thành được, chứ không phải chiếm lấy. Các hiểu chưa?
Tôi đã hiểu rồi. Minh Huệ, tinh thần cô đã khá rồi. Không sao đâu, đừng có lo. Đừng có lo, cô nhất định sẽ khôi phục lại rất nhanh. Tôi biết, tôi không còn bao lâu nữa. Nhưng mà tôi nhất định phải chờ. Chờ Lan Châu trở về đây. Nếu không thì tôi chết cũng không nhắm mắt. Cô không có sao đâu. Cảm ơn nhở. Lan Châu bị mất từ trong tay tôi. Tôi hy vọng cô có thể lỗi cho nó. Đừng. Cô đừng có nói như vậy. Em yên tâm dưỡng sức đi. Em nhất định khôi phục lại mà. Không, tôi không thể ngủ được. Tôi sợ khi ngủ rồi sẽ không thức dậy được. Tôi nhất định chờ Lan Châu trở về. Tôi phải chờ Lan Châu trở về. Tôi phải chờ Lan Châu trở về. Tôi phải chờ. Sư phụ, sao sư phụ ở đây? Cha, con đã quyết định đi tìm mẹ trở về đây. Tại sao? Tại sao không cho con đi kiếm mẹ? Cha rất muốn con nhận lại mẹ mà. Con thì là không hiểu. Các người muốn con làm sao? Bao hồi thì kêu con làm như vậy, bao hồi kêu con làm khác. Lan Châu, con đã về trễ rồi. Sư phụ nói gì? Mẹ con đã chết. Đừng có nhắm mắt lại không ngó con. Mẹ, mẹ nhìn con đi. Mẹ nhìn con nè mẹ. Con không dám tới gần mẹ. Là tại vì con đã lợi dụng mẹ để giết Hà Đạt. Con sợ mẹ hận con, sợ mẹ trách con, cho nên con mới vô tình với mẹ như vậy. Mẹ, mẹ, mẹ ngồi dậy đi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ đừng có trách con. Mẹ cho con một cơ hội.
Cho con một cơ hội để chuộc tội được không mẹ? Mẹ! 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 Mẹ đừng có chết mà mẹ! Lan Châu! Mẹ! Lan Châu! Con đừng có chết! Mẹ của con sẽ không có yên tâm đâu! Lan Châu! Sư phụ! Sư phụ!习惯在黑暗，才能够面对自己的伤悲。如今你的心世界，它是否比我对你更好一些？谁都不算辜负谁，只能说既然爱过就别后悔。如果能让你重新选择陪你到老的人，他会不会是我？ 曾经为你疯过，为你错过，为你淋湿在无人街头，我为你痛过，为你哭过，不管这世界怎么笑我。 con đã biết là lỗi của con, xin mẹ tha cho con. Mẹ, vậy mẹ đừng có bỏ lại một mình con. Mẹ đừng có bỏ lại một mình con mà mẹ. Mẹ, 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 Châu, anh đi ra. Tôi không muốn gặp anh. Nếu em không chịu uống thuốc, anh không có ra ngoài đâu. Tôi đã hại chết mẹ tôi. Tôi là tội nhân. Tôi sống sót đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hại chết mẹ nuôi không phải là em đâu, là Sở Chiêu Nam. Anh không cần an ủi tôi. Lan Châu, đừng có vậy mà. Bây giờ việc quan trọng nhất là em phải bồi dưỡng thân thể để hoàn thành tâm nguyện sau cùng của mẹ nuôi. Mẹ tôi còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Bà hy vọng đêm tôi có bà trở về Y Lê cùng chôn chung với phụ thân của mẹ nuôi. Lan Châu, đó là việc duy nhất mà em có thể làm giùm cho mẹ nuôi. Mẹ muốn trở về Thiên Sơn. Cha em đã quyết định ngày mai lên đường. Em không chịu uống thuốc, làm sao khôi phục được? Cha của em làm sao dẫn em đi được chứ? Tám năm qua, trong lòng của tôi chỉ có thù hận, không bao giờ nghĩ tới chuyện khoan dung cho người khác. Cũng vì như vậy nên tôi đã hại chết mẹ. Rốt cuộc cả cái hy vọng mình khao khát thực hiện cũng bị chính tay mình hủy hoại. Bây giờ tôi không còn gì nữa hết. Lan Châu, không phải vậy đâu. Em còn có cha của em, sư phụ của em, còn anh nữa. Tôi không muốn có số mạng như cha tôi, mẹ tôi và sư phụ của tôi. Anh trả chuỗi đeo tay Tuyết Thanh lại cho tôi đi. Tôi về Thiên Sơn, không trở lại đây nữa. Sau chuỗi tay anh không trả lại cho em đâu. Anh đã quyết định cùng em trở về Thiên Sơn. Ở Thiên Sơn chúng ta sẽ sống một cuộc đời tự tại.
Không thể được. Lan Châu, tại sao không thể được chứ? Em biết không, anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh van xin em, đừng lặp lại số mạng tiền bối của chúng ta nữa. Nhưng mà... Đừng nhưng mà nữa. Em còn nhớ không, anh đã từng thề Hải Minh Sơn với em rồi. Anh đã nói anh sẽ làm cho em vui vẻ. Nếu thất lời thề, cho trời chu đất diệt. Lan Châu, trong thời gian qua em rất đau khổ. Anh cũng bắt cái gì đó thôi. Em hiểu. Nhưng mà chúng ta làm sao đối diện với các khác? Các khác? Tuy đàn cổ có ơn nghĩa chúng ta, nhưng chúng ta không thể lấy tình cảm trao đổi. Anh nghĩ để cho anh đi tìm cổ nói rõ với cổ đi. Quý chương, yên tâm đi, ngày mai anh nhất định cùng em trở về Thiên Sơn. Em không thất lễ, em thật tình không thất lễ. Em biết những lời anh vừa nói chỉ chẳng qua muốn an ủi cô ta thôi, có phải không? Em tin tưởng bản thân em. Em biết anh không có rời khỏi em đâu. Em biết anh một mực yêu em mà, có phải không? Ca ca, cô đừng tự gạt mình nữa. Những lời tôi vừa nói đều là sự thật. Tôi đã quyết định cùng Lan Châu cùng nhau trở về Thiên Sơn. Sao anh nghĩ như vậy? Anh quên lời hứa với em rồi sao? Tất nhiên tôi không quên. Tôi đã từng thề thốt tôi không yêu Lan Châu, nhưng mà tôi làm không được. Xin lỗi. Anh dâng oan bội nghĩa. Phải, tôi thất hứa với cô, nhưng mà tôi càng không muốn thấy nhìn chúng ta, ba chúng ta đau khổ như vậy. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tôi xin cô tha thứ, chỉ xin cô tán thành cho chúng tôi thôi. Không được, dù nói sao tôi cũng không cho anh rời khỏi tôi. Nếu anh dám rời khỏi tôi thì tôi sẽ tự giận. Cát Cát, nghe tôi nói đi mà. Cô không đáng cho gì một người không yêu cô. Hãy giết tôi đi. Chỉ có tôi chết, tôi sẽ vĩnh viễn không có rời khỏi cô. Cát Cát, tôi cũng biết Cát Cát là một người tốt, nhưng mà tôi mới nhận lúc Sở Chiêu Nam bị thương dẫn Lan Châu chạy trốn. Xin Cát Cát hãy cho chúng tôi đi. Người dám rời khỏi ta, ta sẽ cho người hối hận cả đời. Dịch Lan Châu, cô làm sao cho Quê Chiêu vong ân bội nghĩa? Quê Chiêu là một người lương thiện, bởi vì anh đồng tình với cô, tội nghiệp cô, cho nên anh mới chịu đi với cô trở về Thiên Sơn. Thật ra anh ta đâu có muốn cùng đi với cô. Cô tưởng là tôi kêu ảnh cùng đi chung với tôi về Thiên Sơn sao? Chuyện này tôi không biết, nhưng mà trước khi Dương Phi lâm chung, cô nói đến chuyện tình cảm với tôi. Bà kêu tôi tác thành các người, nhưng tôi không vĩ đại như vậy. Vì không có muốn để Quỳ Chiều khó xử, tôi muốn cô rời khỏi ảnh. Bởi vì tôi có ân huệ với các người, tại sao lại bắt tôi chịu đau khổ như mẹ của cô? Ngoài ra, tại sao khi Quê Chiêu vì đồng tình với cô mà phải làm sự hy sinh lớn lao vậy? Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nếu như các cá có thể giữ lại Quê Chiêu, tôi không có gì để nói. Được, cô nhớ lời của cô nói. Dù thế nào tôi cũng mắc Quê Chiêu hiểu biết. Người còn đáng để anh ta quý trọng là tôi, chứ không phải là cô. Nửa đêm như vậy cô kêu tôi ra làm gì chứ? Cô dẫn tôi đi đâu hả? Đi đâu hả? Cho huynh xem sự lợi hại của tôi. Ra đây. Cô định làm gì hả? Đây gọi là ăn miếng trả miếng. Cô phản bội chúng tôi. Người đã dòng ngân bội nghĩa, ta không làm được sao? Cà cà, thật ra cô muốn gì? Bọn họ là tâm phúc của ta, ta có thể khống chế. Người nghĩ coi, nếu như Sở Chiêu Nam đến đây, ngày mai ngươi và Lan Châu có thể được yên ổn rời khỏi sao? Cô dùng đến thủ đoạn này. Thủ đoạn này thì sao?
Ta rất muốn chồng chất nổ tất cả chỗ này. Ngày mai người dám cùng đi với nàng chồng, ta sẽ cho các người bị nổ chết hết. Quay chiều, tới giờ lên đường rồi. Anh không thể cùng đi với em. Xin lỗi em. Lan Châu, chúng ta kiếp này vô duyên vô phận. Người nói cái gì? Người hứa với Lan Châu sẽ cùng đi với Lan Châu, sao bây giờ lại nuốt lời? Người chọn Cát Cát hay là Lan Châu? Nói đi. Tôi cần phải ở lại bên mình Cát Cát. Tình cảm không thể nào miễn cưỡng được. Nếu cô có thể dẫn Quê Chiều rời khỏi tôi thì tôi không có gì để nói nữa. Trương Quê Chiều, người thay lòng đổi dạ, bây giờ phải giải thích với Lan Châu đi. Ở giữa vinh hoa phú quý và mặt tình cảm, tôi nhận thấy sự lựa chọn của tôi là đúng. Quê Chiều, các người đừng ép anh nữa. Trương Quê Chiều, chúng ta đoạn tuyệt tình nghĩa. Khai nàng nụ khăn sâu trong gian, khăn bù hoàn sao bù dinh chuẩn phong trời yêu sàn. Mê tiện, ta với Lan Châu không tha thứ như người đâu. Bên hồ khu, Lan Châu, ân huyền hờ sư sâu. Lan Châu, suy huyền trang xin cân trọng. Chỉ sư tại người chịu anh sẽ có cùng lòng cùng trời tu đất việc. Người chịu thì yêu Lan Châu cả cuộc đời, chỉ yêu mình em thôi. Những vinh hoa của quý và tình cảm người chọn với mình cả căn. Kiếp này chúng ta có duyên không? Không phải sao? Không phải anh.